Như cho anh em các cao thủ ở server nhá, đây là Phá Thiên, thiên hạ nhất thống này. Thằng này vô địch, xin giới thiệu với ông, đây là cái nhân vật vô địch giải Thiên Ngoại Thiên. Giải này là giải mở rộng của Abang Overnight toàn server chiến thần hôm tháng đấy nhá, cách đây cũng mới đây thôi, không không nhớ rõ bao nhiêu đấy, nhưng mà đây chúng ta cùng khám phá nhé. Cái áo là Bách Hoa Cẩm Y, bộ Long Văn 80 này, ám khí là 2 lên 9. Ác này có sơ sơ khoảng tầm 5 cái ám khí. Liên này, giáp này, thiên ẩn, ba đồng tính, giảm tốc. Đấy, bộ đồ này các bạn. Đó, tiếp này, trùng đới. Đây là bộ gọi là thuần hỏa màu tính. Đây, võ hồn xem nào. Còn cấp 4, 49, 433. Thôi, võ hồn này đỉnh rồi. 439. 391, rất tiếc cái thân nó cái điểm đằng sau nó hơi thọt tí, thành ra nó kéo cái 439 xuống. Không, cái này là căng. Có phải thằng này không, phải Y Phá Thiên này không, hay là thằng Phá Thiên là thằng khác? Nhưng mà đúng, mình thấy nó 3 sao bang chủ đấy mà. Tại vì nếu như mà nó đổi thành Y Phá Thiên hay hoặc là Phá Thiên ấy, thì mình lâu lâu cũng on nên là cũng không nắm rõ. Nếu như mà anh em nhìn một cách này này mà đánh giá nó, thằng thằng này khoảng tầm cỡ 600 ca máu này, anh em sẽ thằng này 900 ca máu đấy. Mình đoán thế thôi, tại vì thấy cái danh hiệu hay là danh vọng bây giờ nó lên thì không rõ. Nhưng mà danh hiệu thì tầng 20 rồi, nhiều khả năng sẽ 800, 900 gì đó, cỡ xem cỡ đấy. Né tránh ác này nó rơi vào khoảng tầm gần 50k né tránh. Chia sẻ thật với ông ấy, tại vì có lần tôi nhòm thấy thôi, gần 50k né tránh. Thậm chí là hơn, nếu như mà nó chuyển thêm slot, bỏ bớt một viên thể đi, nhiều khả năng nhiều thằng nó sẽ bỏ bớt một viên thể đi. Cái 900k máu bỏ bớt một viên điện chả sao cả. Nhưng mà tầm đấy đấy, mình tránh phải tầm 50k, nếu không phải tầm bốn mấy k gì đó. Chính xác có thằng có 60k, chính xác. Nên tránh nhớ thì 50k này tránh. Nhiều thằng server lại còn chính xác có 50k.